Chào mừng quý vị đã trở lại với cái loạt bài Sự Cất Lên. Tuần trước chúng ta đã học về những cái khái niệm căn bản về cái sự cất lên của Hội Thánh Chúa. Như chúng ta biết là sự cất lên là cái giai đoạn một của cái sự tái lâm của Chúa. Không phải là có hai sự tái lâm, chỉ có mỗi một sự tái lâm của Chúa. Nhưng mà có thể diễn tả là diễn ra trong hai giai đoạn. Đầu tiên là Chúa hiện ra trên không trung cất Hội Thánh Chúa lên. Và sau đó là Chúa sẽ trở lại cùng với Hội Thánh ở trên đất. Đó chính thức là tái lâm. Nếu như nói sự cất lên là Chúa đến vì Hội Thánh, thì sự tái lâm là Chúa đến cùng với Hội Thánh. Nhưng mà trong cái lễ thật về cái sự cất lên này, nó có những cái quan điểm khác nhau về cái sự cất lên. Tại sao có nhiều quan điểm khác nhau về cái sự cất lên của Hội Thánh? Ấy là vì người ta hiểu khác nhau về những cái địa chỉ kinh thánh có liên quan đến cái sự kiện Chúa tái lâm và cái kỳ tận thế. Và vì như tôi đã nói là không có một cái địa chỉ kinh thánh nào nó nói một cách đầy đủ, nó đề cập đến mọi cái chi tiết về cái sự tái lâm của Chúa Giêsu. Thành ra đó, để mà có một cái bức tranh toàn cảnh tương đối đầy đủ thì chúng ta phải tổng hợp, mình phải đối chiếu toàn bộ các cái phần kinh thánh liên quan, rồi mình sắp xếp nó lại theo cái trình tự thời gian. Giống như là lời Chúa đã nói là sự tổng cộng lời Chúa là chân thật trong Thi Thiên 119 câu 60 đã nói. Nói một cách khác đó là để có thể hiểu đúng một cái địa chỉ kinh thánh nào đó nó liên quan đến cái kỳ tận thế hay là sự tái lâm của Chúa Giêsu đó, thì chúng ta phải đọc, phải nghiên cứu nó ở trong cái tương quan với các cái phần kinh thánh còn lại của cả kinh thánh. Còn nếu mà mình khác đi đó, nếu mà mình chỉ đọc mỗi cái địa chỉ kinh thánh đó hay là chỉ đối chiếu với vài cái địa chỉ kinh thánh khác đó, thì khó có thể cho ra một cái kết luận chính xác được. Thì liên quan về cái sự cất lên của Hội Thánh đó, có cái ba cái quan điểm chính yếu. Thứ nhất là cái quan điểm là Hội Thánh sẽ được cất lên sau đại nạn, hay là gọi là hậu đại nạn. Cái quan điểm thứ hai là Hội Thánh sẽ được cất lên giữa kỳ đại nạn, hay là ta gọi là quan điểm trung đại nạn. Và cái quan điểm cuối cùng đó là cái quan điểm Hội Thánh sẽ được cất lên trước kỳ đại nạn, hay là gọi là quan điểm tiền đại nạn. Chúng ta sẽ lần lượt học biết về từng cái quan điểm một, và tôi sẽ cố gắng trình bày cho anh em những cái luận chứng của từng cái quan điểm, cũng như những cái phản bác, hay nói chính xác hơn là những cái điều mà tôi so sánh cái luận chứng của từng cái quan điểm căn cứ trên lời của Chúa, để giúp anh chị em, để giúp quý đầy tớ Chúa có một cái cơ sở để đưa ra cái quyết định của chính mình. Để đưa ra cái quyết định của chính mình. Tức là quý vị sẽ xem xét, sẽ cân nhắc xem cái quan điểm nào về sự cất lên đó, nó có nhiều cái hậu thuẫn của kinh thánh hơn. Thì tối nay chúng ta sẽ cùng học với nhau cái quan điểm chính yếu đầu tiên về cái sự cất lên của Hội Thánh. Đó là cái quan điểm hậu đại nạn, hay là cái quan điểm sau đại nạn. Tức là Hội Thánh sẽ được cất lên vào cuối kỳ đại nạn. Thì cái quan điểm này đó, nó cho rằng là Hội Thánh sẽ được cất lên vào cuối kỳ đại nạn. Tức là Hội Thánh sẽ ở trên đất trong cái cơn đại nạn để trải qua những cái biến cố của cái thời kỳ đó. Theo cái quan điểm hậu đại nạn đó, thì cái sự cất lên và sự tái lâm là các cái phương diện của cùng một cái biến cố duy nhất xảy ra vào cuối cơn đại nạn khi Đấng Christ trở lại. Thì tôi muốn anh chị em xem cái biểu đồ của cái quan điểm hậu đại nạn là như này đây. Tức là đây là thời kỳ của Hội Thánh. Đây là lúc Hội Thánh. Từ đây đến bây giờ đến đây gọi là thời kỳ của Hội Thánh. Và bắt đầu chỗ này gọi là 7 năm đại nạn theo cái lời tiên tri của sách Daniel. Và rồi Hội Thánh sẽ được cất lên ngay trước khi mà Chúa tái lâm. Tức là Hội Thánh vừa được cất lên xong là trở lại cùng với Chúa ở trên đất,
Khi đó Chúa bắt đầu thiết lập 1.000 năm, cái vương quốc 1.000 năm, rồi hết vương quốc 1.000 năm thì sẽ tới cái cõi đời đời và trời mới đất mới. Đó, cái biểu đồ về sau đại nạn là như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ lần lượt đi vào học biết về cái luận chứng, tức là cái cơ sở của cái quan điểm sau đại nạn như thế nào. Thì cái cơ sở cho cái quan điểm mà hội thánh được cất lên vào cuối kỳ đại nạn đó, hay là hậu đại nạn đó, thì nó dựa trên những cái địa chỉ kinh thánh như là sách Công vụ chương 14 câu 22, hay là Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 3 câu 3 đến câu 4. Chúng ta xem những cái câu kinh thánh này để chúng ta thấy được cái điều mà người ta lập luận. Công vụ chương 14 câu 22: các sứ đồ củng cố tinh thần các môn đệ, khích lệ họ bền lòng tin Chúa mà rằng chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Rõ ràng là kinh thánh có nói là chúng ta, tức là hội thánh á, phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 3 câu 3 câu 4 thì lời Chúa phán như này: hầu cho không ai trong anh chị em bị nao núng trong các cơn hoạn nạn. Trong nguyên văn đó là thlipsis. Hầu cho anh em không bị nao núng trong các cơn hoạn nạn này, vì chính anh chị em biết rằng đây là số phận dành cho chúng ta. Tức là theo cái tinh thần câu này đó, thì hội thánh, tức là người tin Chúa, phải trải qua các cơn hoạn nạn. Lipsy. Câu số 4: thật vậy, khi còn ở cùng anh chị em, chúng tôi đã nói trước cho anh chị em rằng chúng ta sẽ bị hoạn nạn. À, cái động từ của cái chữ hoạn nạn đó là thlipo. Nhưng mà anh em để ý, và điều này đã xảy ra, như anh chị em biết. Tức là cái quan điểm mà hậu hoạn nạn đó, thì họ cho rằng hội thánh phải trải qua cái cơn hoạn nạn. Điều đó có nghĩa là gì? Hội thánh không có được cất lên trước cơn hoạn nạn, tức là hội thánh không có được miễn trừ phải chịu cái cảnh đại nạn. À, đó là cái chính đó, cái cơ sở chính yếu của hậu đại nạn là gì. Nhưng mà anh chị em lưu ý rồi, cái quan điểm mà hậu đại nạn đó thì họ bỏ qua, hay là nói cách khác là cái quan điểm hậu đại nạn là không để ý đến cái sự khác biệt về bản chất giữa những cái cơn hoạn nạn, tức là thlipsis, mà hội thánh phải chịu, như là cái kết quả của cái sự bắt bớ, như là cái kết quả của sự bắt hại từ phía con người, với cái cơn hoạn nạn lớn thlipsis megas. Cơn hoạn nạn lớn đó, nó là cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và của chiên con giáng xuống trên cái thế giới vô đạo, giáng xuống trên những người không thờ Chúa vào cái lúc bây giờ. Cái anh chị em thì chúng ta biết rồi, cái hoạn nạn thì nó xảy ra rất là nhiều trong lịch sử nhân loại. Hội thánh Chúa khắp mọi nơi là luôn phải trải qua đủ các cái hình thức hoạn nạn, bách hại, nhất là những nơi mà hội thánh vừa mới thành lập, đúng không? Thế nhưng mà Chúa Giêsu ấy thì bảo là sẽ có một cái sự kiện nó xảy ra còn tệ hại hơn tất cả những gì đã từng xảy ra và sẽ không bao giờ lặp lại. Đó là hoạn nạn lớn, hay là thlipsis megas. Đó là cái kỳ hoạn nạn, hay là kỳ khốn quẫn cho Gia-cốp, giống như là trong Jeremy chương 30 câu 7 có nói. Matthew 24 câu 21, lời Chúa Giêsu nói như này: vì lúc đó sẽ có cơn hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi trời đất được dựng nên cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và sau đó cũng không có nữa. Cái cơn hoạn nạn mà Chúa Giêsu đang nói là nó lớn, megas. À, từ sáng thế chưa có, rồi sau đó là cũng không có. Có nghĩa là gì? Độc nhất vô nhị. Nó khác với các cái loại hoạn nạn mà hội thánh Chúa trải qua. À, thì cái quan điểm hậu đại nạn là không để không không để ý tới cái sự khác biệt về bản chất này. Hội thánh thì không có được miễn trừ khỏi hoạn nạn, tức là hội thánh thì không có miễn trừ thlipsis. Nhưng mà rõ ràng á là hội thánh thì không phải hứng chịu cái thlipsis megas này. Bởi vì cái thlipsis megas là cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và của chiên con chỉ giáng xuống trên cái thế giới vô đạo thôi, trên cái thế giới của những người không tin thờ Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo, tức là những cái
phản biện lại cái quan điểm hậu đại nạn. Tức là tôi sẽ chỉ cho anh em thấy một số chỗ lập luận không có ổn của cái quan điểm hậu đại nạn. Nó hầu anh chị em có thể nhận ra được. Thì như anh em biết là cái quan điểm hậu đại nạn đó sẽ gặp khó. Trước hết đó, nó sẽ gặp khó vì nó không có trình bày được cái bằng chứng về cái sự sống lại của các thánh đồ Đấng Christ từ những cái phần kinh thánh liên quan đến sự tái lâm của Chúa, như là trong Khải Huyền 19 câu 11 đến câu 21. Bởi vì anh em về xem lại cái phần kinh thánh Khải Huyền 19, 11, 21 đó, đó là lúc đó Đấng Christ cùng với hội thánh xuống trên đất. Cái phần kinh thánh nó không có đề cập đến sự sống lại. Nhưng mà trong khi đó trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4, 13, 17 đó, thì nói về cái sự sống lại giống như tuần trước chúng ta đã học. Điều này có nghĩa gì? Ví dụ như vậy, bây giờ đó thì cái quan điểm hậu đại nạn là không thể sắp xếp được cái Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4, 13 đến 17 này vào cái chỗ nào được cả. Tức là nó không có căn cứ vào đâu để sắp xếp cho nó phù hợp. Mà không sắp xếp phù hợp được thì các thánh đồ sẽ sống lại cái chỗ nào? Đó là chưa kể nha. Nếu hội thánh mà phải trải qua cái cơn hoạn nạn lớn này đó, tức là đại nạn đó, thì cái sự cắt lên nó không còn ý nghĩa gì nữa. Không lẽ là hội thánh này chỉ được cắt lên rồi để cùng đi xuống với Đấng Christ cho nó phù hợp với những gì được nói trong Khải Huyền 11 hay Khải Huyền 19, 11, 16 thôi sao? Bởi vì như anh chị em biết đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết là trong cái hành trình mà hội thánh được cắt lên đó, nó còn có một cái chỗ hội thánh được cắt lên phải đối diện với cái tòa gọi là Bema, tức là cái tòa Đấng Christ, rồi sau đó mới dự tiệc cưới chiên con. Chứ nếu mà hội thánh vừa theo như quan điểm của hậu đại nạn là hội thánh vừa cắt lên rồi lại đi xuống liền ấy, thì chỗ thờ giờ đâu cho tòa Đấng Christ, rồi cái thờ giờ đâu để dự tiệc cưới chiên con. Thì đến đây đó nó sẽ xuất hiện cái câu hỏi của những cái người mà gọi là hậu đại nạn. Bởi vì để bảo vệ cái quan điểm của họ là hội thánh sẽ phải chịu cơn đại nạn, thì những người hậu đại nạn họ sẽ đặt câu hỏi như thế này: nếu mà hội thánh không phải chịu cơn đại nạn, tức là hội thánh được cất lên trước cơn đại nạn đó, thì những người được chọn mà Matthew 24 nói đến là ai? Anh chị em cố gắng theo dõi và ghi chép, bởi vì đây là một cái đề tài lớn mà học thì chúng ta không có học trực tiếp, cho nên là anh em phải có một cái nỗ lực rất lớn mới có thể theo được. Thứ nhất, chúng ta xem ở trong Matthew chương 24. Như anh em biết là Matthew 24 đó, nó có cái cụm từ mà những người được chọn, nó có tới 3 lần được đề cập đến Matthew 24. Và tuần trước thì tôi cũng đã chỉ cho anh em cái việc mà nhận dạng cái khoảng trống tiên tri đó, ngay trong cái phần này. Thì thực ra sách Matthew 24, đặc biệt là trong câu 3, khi các sứ đồ hỏi Chúa Giêsu là đâu là cái điềm báo ngày Chúa quang lâm và kỳ tận thế, nó liên quan khá lớn đến dân Do Thái. Nhưng mà anh em để ý ba cái chỗ mà nói về cái người được chọn ở đây. Nếu mà giống như một anh chị em nào đó có comment ở trên YouTube, trên Facebook gì đó, thì là nếu mà đọc thoáng qua từ trước giờ thì rất là dễ hiểu rằng là hội thánh phải trải qua kỳ đại nạn. Nếu mà anh em chỉ đọc đơn sơ cái đoạn kinh thánh này thôi mà không có đối chiếu với những phần kinh thánh khác thì phần lớn chúng ta sẽ tin rằng là hội thánh chắc chắn là phải trải qua đại nạn. Câu 22 nói gì? Nếu những ngày ấy, tức là cái kỳ hoạn nạn lớn đó, đó là Thlipsis Megas đó, mà không rút ngắn, ở đây không phải là rút lại gì còn dưới 7 năm đâu, mà cái mức độ thôi, thì chẳng có một người nào được cứu, nhưng vì những người được chọn nên những ngày ấy sẽ được rút ngắn. Ồ, mình thấy nếu mà mình chỉ đọc câu này là mình nghe thì những người được chọn là thì chắc chắn là hội thánh chứ nữa. Thì rõ ràng mà nếu như vậy thì hội thánh phải trải qua cơn hoạn nạn rồi còn gì, làm gì có chuyện cất lên trước. Rồi, tiếp theo, câu số 24. Vì những kẻ giả danh Đấng Christ và bọn tiên tri giả sẽ xuất hiện và làm nhiều dấu lạ phép màu lớn để dối gạt, và nếu có thể chúng dối gạt cả những người được chọn. Ồ, mình nghĩ cái này là nó phải xảy ra trước cái cơn đại nạn rồi. Nhưng mà đừng có quên là Chúa Giêsu đang nói là những ngày đó nha. Rồi, tới cái câu 31. Đây là cái lúc mà Chúa tái lâm rồi đó. Cái câu 31 gì?
Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn vang dội để tụ họp những người được chọn ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời này đến tận phương trời kia. Ồ, mình nếu nói như vậy thì chắc chắn là hội thánh phải trải qua kỳ này nè. À, đúng nè. Nếu nếu mà chỉ đọc có một cái phần kinh thánh mà không có đối chiếu đó với những phần kinh thánh khác thì ai trong chúng ta cũng tin chắc cú luôn là hội thánh phải trải qua kỳ đại nạn. Mà nếu hội thánh phải trải qua kỳ đại nạn thì không có cái chuyện là hội thánh sẽ được cất lên trước cơn đại nạn. Nhưng mà anh chị em lưu ý điều này, trong mỗi một cái thời đại, trong mỗi một cái dân tộc thì có những cái người được Đức Chúa Trời chọn lựa, giống như trong Giăng 15 16 hay là trong Ephesos chương 1 câu 4 có nói. Chúng ta đây nè, tức là tôi và anh chị em là hội thánh này, là một phần trong cái kế hoạch đời đời của Chúa. Và cái phần này nè, nó bao gồm cả một số đông những người hiện còn chưa tin nhận Chúa. Tôi nói lại để anh chị em nắm biết được cái chữ người được chọn đây. Tức là trong mỗi một thời đại, trong mỗi một cái dân tộc thì có những người được Đức Chúa Trời chọn lựa. Và hội thánh ngày hôm nay là một phần trong cái kế hoạch đời đời. À, và trong cái phần này nè, cái phần mà của kế hoạch đời đời của Chúa đó, thì nó còn bao gồm cả những một cái số rất là đông những cái người mà hiện còn chưa tin nhận Chúa. Đức Chúa Trời biết từng người một trong số họ. Và Chúa sẽ chưa có nghỉ ngơi cho đến chừng tất cả những cái người được chọn đó được tập hợp. Thế như lời Chúa Giêsu thì sao? Thế như lời Chúa Giêsu á thì sẽ chưa có cái giờ chung kết đời hay tận thế cho đến chừng mà nhóm họp xong tất cả những người được chọn. Và vì có những người được chọn đó nên Đức Chúa Trời sẽ giảm bớt hay là rút ngắn cái thời gian đại nạn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà học rút ngắn ấy, thì không một ai có thể sống. Nếu mà anh chị em đã theo dõi cái loạt bài về về khải quyền giải luận của tôi đó, mặc dù tôi không có đi vào chi tiết, nhưng mà ít nữa anh em thấy cái cơn thịnh nộ của Chúa đổ xuống từ chương 6 đến chương 19 đó, anh em sẽ thấy kinh khiếp. Nếu Chúa không có rút ngắn thì không ai có thể sống. Mà nếu không ai có thể sống á thì những người được chọn mà chưa có cái cơ hội tiếp nhận Chúa sẽ ra làm sao? Thành ra cái những người được chọn ấy, thưa anh chị em, mà đang đề cập ở ở trong 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 Matthew 24 không phải là đang nói đến hội thánh, mà đó nói đến những người được chọn mà họ chưa tiếp nhận Chúa ở cái bây giờ, nhưng mà họ sẽ tiếp nhận ở trong cái thời đại nạn. Thì đến đây mình sẽ xuất hiện một cái câu cái câu hỏi thứ hai, tức là những người mà họ theo quan điểm hậu đại nạn đó sẽ có đưa ra một cái câu hỏi thứ hai. Cái câu hỏi đó là gì? Nếu hội thánh được cất lên trước kỳ đại nạn ấy, vậy thì cái số người được cứu ở trong chương trong Khải Huyền chương 7 câu 9 đến câu 17 là ai? Bởi vì trong 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 Khải Huyền chương 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 7 từ câu 9 đến câu 17 là ai? Nếu nếu tôi và anh em đã xem xét cái câu phản biện lúc nãy đó, những người được chọn lại, thì cái câu này nó sẽ dễ dàng cho anh chị em hiểu hơn. Chúng ta xem Khải Huyền chương 7. Sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước Ngài và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ lớn tiếng kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng ngồi trên ngôi và thuộc về Chiên Con. Chúng ta xem tiếp câu số 13, câu 14. Có một trong các trưởng lão cất tiếng hỏi tôi rằng, những kẻ mặc áo dài trắng đấy là ai và từ đâu mà đến? Tôi đáp rằng, thưa Chúa biết. Người lại phán cùng tôi rằng, đây là những kẻ đang ra khỏi cơn hoạn nạn lớn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con. Có cái chỗ này tôi muốn anh chị em lưu ý. À, là hầu hết các cái bản dịch tiếng Việt đó, thì điều dịch là đã ra khỏi. À, không không trong nguyên văn không phải là đã ra khỏi đâu anh chị em, mà là đang ra khỏi. Nếu anh chị em nào biết tiếng Anh thì anh em đọc các bản tiếng Anh anh em cũng sẽ nhận ra được là không không phải là đã ra khỏi, mà những người này đang ra khỏi. Đang ra khỏi có nghĩa là sao? Tức là chưa có chấm dứt ấy. Họ vẫn còn, tức là đang nói về cái cơn đại nạn đó. Và cái tiếp theo nữa là gì? Là không phải hoạn nạn thường, mà là the Great Tribulation. Cái đây là
cái gọi là mẫu từ xác định đây, tức là duy nhất là vô tiền khoáng hậu, không phải cái cơn hoạn nạn mà thlipsis, mà đây chính chính xác đây là gì, thlipsis megalos, thlipsis megas. Thì chỉ có cái bản mà bản Gideon á, bản hiệu đính thì mới dịch theo đúng như này. Tôi đang sử dụng bản Gideon ở đây, đó là đây là những kẻ đang ra khỏi cơn hoạn nạn lớn. Cái câu câu 14 này cho chúng ta biết được là cái hội chúng mà không đếm được này là những người đang, chứ không phải ra, không phải đã nha, đang ra khỏi cơn hoạn nạn, tức là cái nó vẫn còn chưa chấm dứt quý vị. Nó vẫn còn chưa chấm dứt. Và họ đang đứng trước trước ngai của chiên con ở trên trời. Điều này có nghĩa gì? Họ đã bị giết, họ đã tử đạo. Và theo tôi đó là cái khả năng cao là cái hội chúng đông đảo này đó giờ là nó bao gồm cả những cái người mà những cái linh hồn ở dưới bàn thờ trong Khải Huyền chương 6 từ câu 9 đến câu 11 mà Chúa bảo là họ phải chờ đợi ít lâu đó, cho đủ số bạn đồng lao và anh em của họ phải bị giết như vậy. Thì đến cái lúc mà qua chương 7 này nè là họ đã được hội hiệp cùng các cái bạn đồng lao của mình và anh em đồng đạo của họ để chúc tụng Chúa. Như vậy thì cái số người mà chúng ta thấy ở trong Khải Huyền chương 7 đó, từ câu 9 đến câu 14 đó, cái số người rất là đông mà được cứu đó. Thì họ đó là chính như những người mà được chọn mà là được cứu ở trong cái kỳ đại nạn. Thì phần lớn đó, theo như đối chiếu với cái chương 6 của Khải Huyền thì chúng ta biết những người này là họ tử đạo, những người tử đạo. Thì nếu như vậy thì đến đây nó sẽ xuất hiện một cái câu hỏi khác nữa, một cái câu hỏi khác nữa, và tôi biết là nhiều đầy tớ Chúa và anh chị em cũng cũng có thắc mắc. Bởi vì là nếu mà hội thánh đã được cất lên đó, đúng không nào, thì chúng ta cũng biết là thánh linh cũng đi cùng với hội thánh. Vậy thì làm sao những cái người này, tức là những cái hội chúng đông đảo đó, làm sao những người này có thể ăn năn, làm sao họ có thể tin nhận Chúa nếu mà Đức Thánh Linh đã được cất lên cùng với hội thánh như 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 là mình đã được dạy. Có khi nào anh em thắc mắc không? Bởi vì mình đã được dạy dỗ là khi mà hội thánh được cất lên á thì Đức Thánh Linh cũng được cất lên, đúng không? Bây giờ chúng ta xem cái câu mà Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 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 2 từ câu câu 7 đến câu 8. Câu 6 đến câu 8. Và anh em biết rõ điều hiện đang cầm giữ nó, đang nói về cái thế lực của Antichrist. Để nó chỉ được xuất hiện đúng thời điểm của nó, vì thế lực bí ẩn của tội ác đã và đang hoành hành, nhưng đấng đang cầm giữ nó vẫn hành động cho đến khi người được cắt đi. Bây giờ kẻ gian ác sẽ xuất hiện. Anh chị em chúng ta nên nhớ rằng cái tinh thần của Antichrist hay là cái linh Antichrist thì đã hành động rồi, có nghĩa là đã xuất hiện rồi đó, tức là đã có mặt rồi đó, chứ không phải chưa. Ngày hôm nay thỉnh thoảng tôi thấy có nhiều đầy tớ Chúa và có rất nhiều anh chị em rất quan tâm tới Antichrist, mà lẽ ra là nên quan tâm tới Đấng Christ. Thì thấy những cái dấu hiệu này kia khác nọ là chúng ta thường hay cho rằng là Antichrist đã xuất hiện. Vâng, về 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 một cái phương diện đúng như Kinh Thánh ở đây nói đó là cái thế lực bí ẩn của tội ác đó là đã hoành hành rồi, tức là cái quyền lực, cái ảnh hưởng của cái linh linh Antichrist đó là đã xuất hiện rồi, thưa quý vị. Nhưng mà nó chưa có được phép hành động. Cái câu Kinh Thánh này có cái nghĩa gì? Là cái thế lực bí ẩn của tội ác hay là cái quyền lực bí mật của tội ác đó, hay là trùm cuối đây là đã xuất hiện rồi nhưng mà chưa được phép hành động, chưa được phép là lộ diện thân phận cho đến khi cái điều hay là nhân vật hay là đấng đó, đấng mà kìm hãm mà ngăn cản nó được cắt đi. Cái từ mà được dịch là điều trong tiếng Anh là was hay là đấng trong tiếng Anh là who đó, thì trong nguyên văn nó chỉ là cái từ này mình đọc là ho, nó là một cái mẫu từ xác định thôi anh chị em, nó chỉ là the ở trong tiếng Anh đó. Thành ra là cái người ta tin rằng là cái từ ho này này là vừa nói về hội thánh với cái chức năng là muối của thế giới, tức là nó ngăn chặn cái sự băng hoại của tội lỗi,
và nó cũng là ngăn cản cái nhân vật mà là hội tụ hay là đỉnh điểm của tội lỗi, tức là Antichrist. Cái từ này, cái từ O này, nó vừa là nói về hội thánh nhưng mà cũng đồng thời nó nói về Đức Thánh Linh là đang hành động ở trong hội thánh. Thế thì rõ ràng là khi mà hội thánh được cất lên á thì Đức Thánh Linh cũng được cất lên, đúng không? Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Đức Thánh Linh không còn hành động ở trên đất trong cái thời kỳ đại nạn. Tại sao? Ấy là vì Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Mà một trong những đặc tính của thần tính đó, một trong những cái đặc tính mà trong cái thần tính của Đức Chúa Trời, tức là deity của Đức Chúa Trời đó, tức là Đức Chúa Trời là toàn năng này, Đức Chúa Trời là toàn tri này, Đức Chúa Trời là toàn tại này. Thì vì Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời cho nên Ngài vừa là toàn tri, vừa là Ngài là toàn năng và cũng là toàn tại, tức là cùng một lúc có mặt khắp mọi nơi. Chỉ có một Đức Chúa Trời để chúng ta thường hay này nói. Người ta nói có thần nhiều thần nhiều chúa nhưng mà chỉ có một God, một Theos. Thì cái lý do mà chỉ cả cõi trời đất này chỉ có một vị duy nhất là có thần tánh, trong tiếng Anh gọi là deity, tức là chỉ duy nhất có một vị là có, là vừa là toàn năng, là việc gì làm cũng được, toàn tri, việc gì cũng biết, và toàn tải, tức là cùng một lúc có mặt khắp mọi nơi. Còn các cái vị khác dù người ta có gọi đó là God, là Theos, là Chúa, là cái thứ gì đi nữa, thì các vị đó không có thần tánh giống như Đức Chúa Trời của Abraham, giống như Đức Chúa Trời của Kinh Thánh mà tôi và anh em đang thờ phượng. Bây giờ mình quay trở lại cái lý rõ rằng là hội Đức Thánh Linh được cất lên với hội thánh, không có gì sai trật trong cái quan điểm này cả. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là Đức Thánh Linh không còn hành động trên đất trong cái thời kỳ đại nạn, bởi vì Chúa cũng là Đức Chúa Trời, mà đã là Đức Chúa Trời đó thì cùng một lúc có thể có mặt khắp mọi nơi, chúng ta gọi là cái thuộc tính toàn tại của Chúa. Cái bằng chứng tôi và anh em có thể thấy rõ cái việc mà Đức Thánh Linh còn ở trên, trên hành động ở trên trong cái kỳ đại nạn đó là mình thấy được cái công tác của Đức Thánh Linh trong cái chức vụ của 144.000 người Do Thái được 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 đóng ấn không ở trong Khải Huyền chương 7 câu B đến câu 4 và câu 14 từ câu 1 đến câu 5. Đó, cái mình thấy được cái công tác của Đức Thánh Linh trong cái 144.000 người Do Thái này. Rồi gì nữa? Mà bởi cái công tác của Đức Thánh Linh trong cái 144.000 người Do Thái được đóng ấn này ấy, thì tôi và anh em thấy gì được cái gì? Mình mới thấy được cái đoàn dân đông không thể đếm được mà lúc nãy mình có nói ở trong từ câu 9 cho đến câu số 17. Đó. Thì cái bằng chứng mà Đức Thánh Linh vẫn có hành động ở trên 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 đất ở trong cái kỳ đại nạn là cái công tác của 144.000 người Do Thái được đóng ấn. Của Đức Chúa Trời. Mà người ta tin rằng đây là những cái người mà được Chúa chọn để làm cái công tác giáo sĩ trong cái thời kỳ đại nạn. Rồi tiếp theo nữa, một cái bằng chứng khác nữa của công tác của Đức Thánh Linh trong cái của thời kỳ đại nạn là mình có thể nhìn thấy ở trong cái chức vụ của hai vị mình gọi là siêu nhân chứng. Tôi gọi là siêu nhân chứng ở trong Khải Huyền chương 11 từ câu 3 đến câu câu 16. Từ câu 3 đến câu 6 xin lỗi. Thì theo ý người ta tin đó anh chị em, theo ý người ta tin là 144.000 trai tân Do Thái được đóng dấu của Đức Chúa Trời ở trong Khải Huyền chương 7 câu 3 đến câu 4 á, là những cái người làm công tác giáo sĩ cho dân ngoại trong thời kỳ đại nạn. Còn hai cái vị siêu nhân chứng mà ở trong chương 11 của Khải Huyền đó là dành riêng cho dân Do Thái ở trong cái thời kỳ đó. Và trong cái Sachari chương 12 câu 10 đến câu 4 mà tôi có ghi ra đây, anh chị em để ý này, Đức Thánh Linh vẫn được ban cho ngay trong cái thời kỳ đại nạn, ít nữa là cho dân Do Thái. Chúa nói gì? Ta sẽ đổ thần ân điển và nài xin trên nhà David
và trên cư dân Jerusalem. Chúng sẽ nhìn xem ta là đấng chúng đã đâm, rồi chúng sẽ than khóc Ngài như người ta than khóc đứa con một, và sẽ thương tiếc Ngài như người ta thương tiếc con đầu lòng. Trong ngày ấy sẽ có sự than khóc thảm thiết tại Jerusalem như sự than khóc Hadad Rimon trong đồng bằng Megiddo. Đất nước này sẽ than khóc, mỗi dân tộc sẽ khóc, sẽ than khóc riêng biệt. Gia tộc của David riêng, vợ con chúng cũng riêng. Gia tộc của nhà Nathan riêng, vợ con chúng cũng riêng. Gia tộc của nhà Levi riêng, vợ con chúng cũng riêng. Gia tộc Simei riêng, vợ con chúng cũng riêng. Tất cả các gia tộc còn lại, mỗi gia tộc đều riêng, và vợ con chúng cũng riêng ra như thế. Hình ảnh là khóc tha thiết luôn, hết lòng ăn năn đó. Như vậy thì ngay trong kỳ đại này, mặc dù đó rõ ràng là trước đại nạn á, là Chúa Thánh Linh cũng được lên cùng với hội thánh, bởi vì Chúa ở trong hội thánh, cho nên là hội thánh được cất lên thì nghiễm nhiên Chúa được cất lên, nhưng điều đó không có nghĩa là Chúa Thánh Linh không còn hành động ở trên đất. Tới đây thì nó sẽ xuất hiện một cái câu hỏi nữa, tức là một cái câu hỏi mà những người hậu đại nạn họ sẽ thắc mắc. Như vậy á, nếu mà hội thánh được cất lên thì chắc chắn là sẽ có một số người bị bỏ lại theo như kinh thánh, mà những người bị bỏ lại là cơ đốc nhân, vì có Chúa Thánh Linh có ở trong kỳ đại nạn, đúng không? Thế thì những người bị bỏ lại đó có thể ăn năn, có thể trở lại với Chúa trong kỳ đại nạn không? Thưa anh chị em, về lý thuyết đó thì có, nhưng về thực tế thì không. Tại sao? Chúng ta xem cái phần kinh thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 2 câu 8 cho đến câu 12. Bây giờ kẻ gian ác sẽ xuất hiện, thì đây là lúc mà hội thánh đã được cất lên đó, như trong câu 7 đó, mà chúng ta đã đọc lúc nãy. Bây giờ kẻ gian ác sẽ xuất hiện, tức là khi mà cái đấng ngăn trở đó đã được cất đi đó, thì bây giờ kẻ gian ác sẽ xuất hiện, và Đức Chúa Giê-xu sẽ giết nó chết bằng hơi thở của miệng Ngài, hủy diệt nó bằng hào quang khi Ngài quang lâm. Tức là đang nói về cái lúc Chúa tái lâm rồi. Nhưng mà trước đó nè, nhờ tác động của Satan, kẻ gian ác sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như phép màu giấu lạ giả dối, đang nói về Antichrist anh chị em. Nó dùng mọi mưu trước gian ác để lừa gạt những kẻ hư mất, vì họ không tiếp nhận tình thương của chân lý để được cứu rỗi. Vì thế Đức Chúa Trời phó mặc họ cho sự lầm lạc, khiến họ tin vào điều giả dối, để rồi tất cả những người không tin chân lý nhưng ưa thích sự gian ác đều sẽ bị kết án. Đều sẽ bị kết án. Cái lý do mà tôi nói là về lý thuyết đó, thì những cái cơ đốc nhân mà bị bỏ lại không được cắt lên đó, thì về lý thuyết đó là họ có thể ăn năn, nhưng mà trên thực tế thì không cách nào ăn năn được hết. Tôi và anh em cần phải nhớ rằng là Antichrist nó không chỉ là có cái nghĩa là kẻ đối nghịch lại với đấng Christ, mà nó còn có cái nghĩa là cái kẻ thay thế đấng Christ, tức là hàng phe, tức là điều giả dối mà ở trong cái câu 11 mà chúng ta thấy ở đây là Đức Chúa Trời khiến họ tin vào điều giả dối. Người ta bị lầm lạc, người ta đặt lòng tin vào Antichrist mà họ cứ tưởng là mình đang tin cậy đấng Christ. Bởi vì Antichrist nó không chỉ có cái nghĩa là anti là chống, nhưng mà nó có cái nghĩa là thay thế trong đó nữa anh chị. Người ta cái lúc đó là những cái anh này nè, anh đang đặt lòng tin vào Antichrist, nhưng mà anh nghĩ là đó là đấng Christ. Câu 10 đó, nó dùng mọi mưu trước gian ác để lừa gạt những kẻ hư mất, vì họ không tiếp nhận tình thương của chân lý để được cứu rỗi. Vì thế Đức Chúa Trời gì? Phó mặc họ cho sự lầm lạc, khiến họ, tức là Chúa phó rồi là họ không còn tin vào cái điều thật được, họ chơi hàng giả mà họ nghĩ là họ đang xài hàng thật. Thành ra nó mới có cái tình trạng là hội thánh bội đạo ở trong kỳ đại nạn. Hội thánh bội đạo nhưng mà họ đâu biết họ bội đạo. Cái hội thánh bội đạo chính là cái thành phố lớn Jerusalem. Hội thánh bội đạo cũng chính là cái thành, cũng là Babylon lớn, hay là đại dâm phụ, là cái kẻ mà say máu các thánh đồ và các chứng nhân của Đức Chúa Jesus Christ trong thời đại nạn. Vì trên thực tế là
không có khả năng ăn năn đối với những người bị bỏ lại sau khi hội thánh được cất lên. Nên Chúa Giêsu và các sứ đồ là liên tục cảnh báo con dân Chúa là hãy tỉnh thức, hãy chực cho sẵn, vì Chúa sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Nếu mà hội thánh mà phải trải qua 7 năm đại nạn như cái quan điểm hậu đại nạn đó, thì cái chuyện không ngờ hay là cái ngày Chúa đến như kẻ trộm đó, trong cái sự hiện ra của Chúa là không thể. Không thể, vì sao? Bởi vì trong suốt 7 năm đó, tất cả những gì đã được tuyên báo sẽ lần lượt xảy ra. Không lẽ là nếu mà hậu thánh không có được cắt đi, thì hậu thánh tất cả mọi người còn ở lại, không lẽ là chứng kiến hết chuyện này đến chuyện khác ứng nghiệm mà con người ta không chịu tin rằng là Chúa sắp tái lâm? Nếu chứng kiến hết mà không tin sắp tái lâm, Chúa sắp tái lâm thì có mà có điều là lúc Chúa tái lâm thì Chúa sẽ tái lâm gì? Kinh Thánh nói là Chúa sẽ tái lâm với hội thánh, tức là Chúa sẽ trở lại trên đất này với hội thánh. Nếu lúc đó mà anh chị em còn ở trên đất thì chắc chắn là anh chị em không thuộc về hội thánh thật của Chúa rồi. Mà nếu lúc đó anh chị em mới nhận ra sự thật thì đúng là còn gì nữa đâu mà khóc với sao. Như vậy thì cái quan điểm mà hội thánh sẽ được cất lên cuối cơn đại nạn, anh chị em, nó có nhiều cái điểm bất ổn. Nó không được hậu thuẫn bởi toàn bộ Kinh Thánh. Nó được hậu thuẫn bởi một vài chỗ trong Kinh Thánh, ví dụ như sách Khải Huyền, hay là nếu mà chỉ đọc thoáng qua sách Matthew chương 24. Nhưng mà nếu đối chiếu với tất cả các phần Kinh Thánh còn lại thì nó không ổn. Khi đối chiếu với những cái địa chỉ Kinh Thánh liên quan đến sự cất lên cũng như là cái kỳ đại nạn hay là sự tái lâm của Chúa, thì cái sự giải thích của cái quan điểm hậu đại nạn nó còn nhiều cái chỗ không ổn thỏa, nếu không muốn nói là nó ngược lại với cái sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nên tôi khích lệ quý tôi tới Chúa và anh chị em nên dành cái thời giờ tìm đọc, chịu khó lắng nghe và đối chiếu cả ba cái quan điểm chính về sự cất lên của hội thánh, là trước đại nạn, rồi giữa đại nạn, rồi sau đại nạn đó. Và cầu xin Chúa giúp anh chị em khiêm nhường đủ để nhận thấy để nhận thấy được là cái quan điểm cất lên nào là có cái sự hậu thuẫn nhiều nhất của Kinh Thánh. Xin nhớ cho rằng là sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật. Hãy đối chiếu cái sự giải nghĩa một câu hay là một phần Kinh Thánh nào đó với tất cả các phần còn lại của Kinh Thánh. Đó là cái nguyên tắc giải kinh chân chính mà anh chị em nên noi theo. Nguyện xin Chúa ban phước cho anh chị em, ban thưởng cho cái tấm lòng đói khát lời Chúa của anh chị em. Và tôi cầu xin Chúa cho mỗi một anh chị em trở thành là một học viên Kinh Thánh sáng suốt. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục làm sáng tỏ lời của Ngài cho mỗi một anh chị em. Chúng ta cùng đến với Chúa ở trong sự cầu nguyện. Hallelujah. 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 Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì cơ hội tốt lành Ngài cho chúng con để cùng học lời Chúa chung với nhau. Thật sự nếu không bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh thì không ai trong chúng con có thể hiểu trọn vẹn lời của Ngài. Thưa Chúa, xin giúp đỡ để mỗi một chúng con có thể nhận ra được đâu là những cái điều dạy dỗ từ lời của Chúa và cái quan điểm, cái sự dạy dỗ nào về sự cất lên của hội thánh là có cái sự hậu thuẫn nhiều nhất của lời Ngài. Ngõ hầu chúng con không có bị dẫn dụ sai lạc. Ngõ hầu chúng con có những cái đáp ứng tương thích với những cái sự hiểu biết mà chúng con có được từ lời của Ngài. Che giấu, Ngài hiểu những cái giới hạn của mỗi một chúng con. Nhưng có một điều chúng con biết là Ngài luôn muốn chúng con chuẩn bị sẵn sàng để không ai trong chúng con bị bỏ lại. Bởi vì chúng con biết nơi lời của Chúa là hội thánh sẽ được cất lên để gặp Ngài nơi không trung. Có thể anh em con có cái quan điểm này hay quan điểm khác, nhưng mà thưa Chúa yêu dấu, con cầu xin Ngài cho chính mình con cũng như hết thảy quý đầy tớ Chúa và anh chị em con
không một ai bị bỏ lại, không một ai chết mạng. Đừng để cho chúng con tập chú vào cái sự khác biệt của người này với người kia mà không sẵn sàng cái tâm linh của chính mình chờ đón Chúa trở lại. Nguyện xin Chúa được ngợi khen, được chúc tụng qua đời sống của mỗi một chúng con, và xin dùng chúng con để nhắc nhở, để tỉnh thức lẫn nhau trước cái giờ quang lâm của Chúa hầu gần. Chúng con biết ơn Chúa, chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Chúng ta sẽ gặp lại vào tuần sau.